tối 26 tháng 9, ông Kiều Đình Liệu 61 tuổi, phóng viên tạp chí Luật sư Việt Nam đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai do bị đánh. Theo các bác sĩ, chiều cùng ngày, ông Liệu nhập viện trong trạng thái lơ mơ, không tiếp xúc, chấn thương nặng vùng mặt và xuất huyết não. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương sọ não. Ông Liệu đang được điều trị tại bệnh viện. Chiều cùng ngày, ông Kiều Đình Liệu cùng một người khác đang ở trước cửa một quán cà phê trên đường Trường Chinh, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai thì bất ngờ bị một nhóm đi trên ô tô bán tải tấp vào đánh tới tấp. Sau khi gây án, nhóm hung thủ rời khỏi hiện trường. Ông Liệu bị đánh nằm vụt tại chỗ và được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để cấp cứu. Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã vào cuộc điều tra vụ việc, truy bắt nhóm hung thủ.